bữa nay lại thăm lõm nè, đó anh Tấn nè, bữa nay thăm lõm nha, đó nè, đó, bữa nay cái đây, Chí, à, Chí nè, Tú Mỹ, hai, rồi đây, con Hoàng Tử nè, con Tử Nhí nè, trời ơi nó mừng hết sức luôn á, nè con, kiếm ba, à, kiếm ba, kêu ra đi hay kêu gì? Ba 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 ba. 2 tuổi. Này này à, em dâu. Này à, Nguyễn Ánh Nguyệt. Xe hai coi, xe hai. Đó, này là ốm nè. Lắm khỏe không? Chứ khỏe không? Khỏe không? Ừ. Mà ở nhà nó muốn đâu có đi đâu rồi. Ok. Rồi nói chuyện với Tấn đi. Nói chuyện với Đan đi. Con qua đây chút. Rồi đây rước cái thợ này không biết ở đâu lại nè. Đó xe hai coi. Đó ờ hai. Đây là cậu Sáu đó. Mình cứ đem đây 16 nè. Đó, còn này là họ cũng nha nè, dâu, nhà vợ Tấn. Đang cuốn rồi cuốn. Đó 16 thì khách bánh mì. Còn thợ chánh này học tao phụ, tao phụ. Tao biết làm, học cái YouTube lộn quá. Làm đủ thứ hết trơn, không biết. Hai tao nói hát hay không bằng hay hát. Mì ngon quá nè. Ừ, ngon lắm này. Nãy có nói không? Đưa cho gì ở nó hửi thử coi. Nè, con hửi thử bánh mì coi. Thơm á. Thơm á. Ừ, chỗ này bằng khéo lắm nè. Tính là nãy ghé mua rồi. Đó, thấy bác Tấn nè, đó, bánh đó mì, là bánh mì, bánh mì, bánh mì, bánh mì. Đây, Quỳnh Vĩnh Phong đâu, xe 2 coi. Đây, con cậu Sáu lớn nè, đó, để con. Này bánh mì kìa. Ừ, đây, Kagi nè. Đó, Kagi bánh mì nè, bún nè, đây, gỡ cái nắp đó lên luôn. Gỏi đu đủ nè, gỏi đu đủ nè, rồi lát có gỏi cuốn đó phải không? Dạ. Ừ, lấy lát rồi nấy nha. Đó, đây còn bên đó còn đây tao bún đây nè. Bún là nè. Giống bún Việt Nam không? Ừ, bún giống Việt Nam mà điều mới mốt qua cái bự hơn chút xíu nữa. Có con cậu hơi lớn chút xíu nè. Nó giống luôn. Nó lại đây nó vui lắm, thằng này lại đây nó chạy vui. Yeah, này Quỳnh Tú Mỹ nè, hôm để clip á. Nay đi qua thăm lò ốc, mấy nhà đang qua nhà Quỳnh Tú Mỹ thăm lò ốc nhá, có viên đó thấy không? Coi đi, lúc mà đi lại chỗ farm á. Có để tên Quỳnh Tú Mỹ nè. Nó để qua hàng nhà Quỳnh Tú Mỹ ăn thăm lò ốc. Nói vậy. Ok. Không. À, Quỳnh nhà Vĩnh Thông khuyết sơ phơ bây giờ thấy có bộ có vẻ đẹp trai ha. Đẹp trai đây. Đâu xe hello quay bên mất cái cô nào thấy hơi dữ rồi đó. Wow. Wow, we put you on a dating app. À, Tú Mỹ. Nè. Nè, Quỳnh Tú Mỹ là cháu mình đó. Ok. Đây, má mi Tú Mỹ nè. Rồi, vậy đây chút xíu mình tiếp nữa. Lát mình ngồi chung rồi mình tiếp nữa. À, quay nãy để quay gia đình có kiểm luôn nè. Đó, đây là gia đình của cậu 16 nè. Hai chồng ba đứa con, hai chàng một gái. Cậu 6 này tên Quỳnh Kiến Liên, cậu 16 thì Nguyễn Ánh Nguyệt. Chữ Nam là Quỳnh Vĩnh Thông và Christopher. Thứ Nam là Quỳnh Cao Chí là Khai Bình. Rồi con gái Úc là Quỳnh Tú Mỹ là Christina Quỳnh đó ha. Thấy rõ ha. Thấy nó rõ không? Ừ, xin tới đi. Did I come into my graduation? À, okay. It's on Zoom, don't worry. Đây còn người hai rất trẻ nè, mới chụp hình cưới. That's what I did last semester, on Zoom. Yeah, tặng tặng tay còn. I sent to some of my guys đẹp on Zoom. Hey, look, your picture is on. Ok, chút xíu là tiếp tục nha nha. Thấy nó vui, nó mừng. Bây giờ xong rồi đó, bây giờ chị chuyên giờ khác. Thế là được rồi đó, vậy hả?
nè, rước thợ từ nhà bè Phú Sưng qua đó nha. Cuốn Minh cuốn à, cuốn gọi cuốn. Cuốn gọi cuốn nè. Lão cũ nó chân dụng tới xác luôn á. Chân dụng. Thôi về mới tắt lửa đi, áp quá trời rồi. Ta tắt lửa đi. Trời ơi, tắt lửa đi. Đưa đưa đưa, lần cái thôi. Cái thì nó nhanh, ngang qua làm đẹp. Ngang qua làm đẹp. Bữa nay tại thì tại có tao mà rứt thợ lại rồi mày quýnh rồi khớp. À, là một cái cái bông nó phân tốt cho tại một cái nó trời mai mốt là bánh tay yến đi, thấy mấy mần dễ quá kìa, bánh tay yến á. Ừ, trời đổ qua dành ra thiệt ngon vậy đó. Tay yến bột gạo mà thêm nếp vô nó thấy nó để đó, coi là nếp bột nếp bột nổi. Cái nhỏ. Cái nhỏ. Ừ. Coi chừng đổ cái chảo đổ cái gì. Ừ. Chứ cái này thì chiên không có khó, ừ. Cái này cũng cái phải làm từ cái. Xíu nha ta. Chiên chứ thứ hai phải bằng thay mỡ mới, mỡ cũ này là mỡ trước chiên này khi nó không được tráng. Thì lỡ làm đại thôi. Thôi lên ăn đi thân mơ. À, giờ, đây, đây, giờ. Xong chưa gói xong chưa chờ.